Đây chú gửi cho con ha. Rồi giỏi quá, về sân hành luôn hai con ha. Đây rồi giỏi quá. Dạ chưa. Hành không con? Hành. Nhiều không? Đi đi. Đây. Có đi chợ được đâu. Chú ơi, chú có dưa leo chưa? Dạ, con cho chú bọc dưa leo nè. Con mẫu nhà mà bọc à. Dạ. Chào Bùi Hồ, xin chào cô bác quý anh chị. Hôm nay thì Bùi Hồ cùng với lại các chú, các anh em để mà đến đây đấy mà thu mua dưa leo. Hôm qua thì Bùi Hồ có dặn ở đây 500kg dưa leo. Và giờ này đến đây để thu gom để ngày mai có thể phát cho một cái ấp ở trong xã Tân Bình, huyện Thanh Bình của mình. Và mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ ha. Có chú Tuấn ở nhà không anh? Có em. Dạ em nhận dưa leo. Đây nè. À. Chị cho thì thiện thì giờ chị góp cho nhắc chị. Chị cho nè, từ giờ con chị đi lên xuống cho trơn. Ồ vậy hả chị, cảm ơn chị. Cái này là 500kg hả chị? 50 bạch. Kênh của anh kênh gì? Em Bùi Hồ TV. Dạ con chào chú Tuấn. Dạ. Này là 500 luôn hả chú? Cái này 48 với 4 dụng, cỡ như tớp lên 500 đi. Dạ. Là 52 bọc với 500. Dạ. Là tổng cộng là bao nhiêu tiền nha chú Tuấn? Cũng như là 3 ngữ đi. Dạ. Là chịu 750. Chịu 750 ngàn. Rồi. Rồi chắc lên ha. Rồi, bây giờ chắc lên ha chú Tuấn ha. Rồi đợi. Đạt ơi, đưa hồi nãy lên rút ngân hàng chưa, không có đóng cửa. Chịu 7. Chứ mượn 700 nè. Hồi nãy con ghé nãy đủ không? Có 700 hả? Con gỡ ngày mai con lấy tiếp, mang gỡ thêm đi. Đây ngân hàng hôm nay đóng cửa ha chú Tuấn. Dạ, gửi con 1.700.000. Dạ. Rồi anh em chắc lên đi. 12 giờ xuống cũng được nữa, xuống sớm sớm đi. Dạ. Tính hết luôn là có 3.500 ký à. Dạ. Vừa bán vừa cho. Đang chạy đến đây thì bị mắc mưa rồi. Mấy chú cháu phải phải đục ở đây. Nãy quên quay cho cô bác quý anh chị xem cái xe dưa leo. Đây là Đạt Thu Hồ. Đây là chú Út. Đây cái xe dưa leo này cô bác quý anh chị. Nãy giờ chạy mắc mưa. Ước trong này ông Dượng ông đứng bên kia kìa. Này mưa lớn ông Dượng thấy bầu trời kìa. Lớn. Ướt áo là xiền luôn. Cực không? Ở này cực đâu bằng Lòng Hồ ha. Ăn cơm ngon. Giờ đi cực khổ thì không có sợ, nhưng mà lo cho bà con cô bác ở Việt Nam mình mau qua đại dịch này mình đã vui rồi. Bà con đầy đủ là mình vui. Mỗi kênh vậy là 500 trứng. Này là mua 1.500 trứng, bạn cho thêm 200 trứng là 1.700. 1.700 này thì chỉ có lấy là 3 triệu đồng à. 3 triệu thì mỗi trứng là 2.000 đồng. Vừa cho vừa bán vừa cho. Hôm nay thì mình chuyển tìm 500kg dưa leo. 1.750.000 đồng. Đó, có 3.500 ký à. Đó. Nguyên nhà toàn là dòng họ người lớn nhỏ gì làm hết. Mỗi bịch dưa leo đợt này thì cho 2kg. 1.5kg hả? Dạ. Ăn hết hả? Dạ. Mà 1.5kg con thấy bọc nó cũng nhiều ghê á. Ừ, 1.5kg cũng nhiều lắm đó. Phát hết mà. Đủ mà. Cái ấp của Tân Phú đâu biết là nhiêu hộ luôn, nhiều lắm á. Bên đó là gạo nữa kìa. Mai là đi 50 bao gạo. Với lại 500 trứng hộp dịch. Mỗi hộ cũng giống như đợt trước là 10 trứng. Biết sao không? Cái trái dưa leo này so với đợt trước con Ngọc nó nhỏ hơn. Nó nhỏ hơn, thành nữ anh ký nó nhiều trái hơn. Phần đợt trước là thầy giữ cho ta nó minh mông. Ta nói nhiều hả? Nó đầy bọc luôn mà. Đầy bọc luôn mà nó quá nhiều ăn không hết. Đâu đợt này coi. Cái
Không, cái này là vừa lắm rồi đó. Vừa ha. Được rồi. Dạ. Luôn. Bây giờ thì mình sẽ đi hai xe. Xe này thì cho những cái hoàn cảnh khó khăn cũng như đợt ở ấp Hạ. Hôm nay thì mình sẽ phát ở ấp Tân Phú A chứ. Thì cũng là gạo với lại dưa leo với lại hột vịt. Rồi xin chân thành cảm ơn Mạnh Thường Quân. Cái này 50 bịch luôn nha anh. Dạ. Này mà hôm qua, này hôm qua mới phân ra. Này chở chậm chậm mới được để thu hái nó dập bể á. Chạy đi được rồi, đâu đi đâu nhà. Gì đâu chạy phát ta chứ mình chạy chậm rồi. Có điếm rồi. Nên tôi chạy nó điếm. Đây là anh em vẫn đang ấy gan. Bữa hôm nay thì đi phát thì có đi theo có ông Dượng, Đạt. Đó, với lại mình với lại anh Cấn với lại các anh ở các chú ở ấp. Ngốc thì dễ chịu không? Dạ. Hồi nãy mình có danh sách rồi anh Trâm ơi. Có danh sách rồi phải không? Rồi rồi. Dạ. Có gì ấy dạ, bây giờ chú mình nhận năm trước 5 phần ha. 5 phần là gồm có gạo hộp vịt luôn ha. Dạ. Đằng này chở đi. Dạ. Đấy đó đi chú, cắt dưa leo luôn. Đúng không? Rồi mấy chú này chở trước 5 phần rồi cô bác quý anh chị. Chắc qua chú dạ. À mấy chú này là đi cái đường sạt lở ha. Dập dưa leo đưa đóng luôn ấy. Ờ chắc dưa leo ở đây luôn nè. Ừ, chút hồ ngồi bên đây. Đây mấy rồi chú? 4. Đường này là khó khăn, xe này chạy vô không được. 5. Rồi con đưa đi tao phải đặt lấy thêm chiếc xe nữa hả Đạt? Đây chứ đi xe này chở tại vùng ngoài không đi không được, có đi xe nhỏ. Dạ. Vậy đi cho tiện chút. Dạ con cảm ơn chú. Đi đường lớn luôn à. Dạ. Ủy ban nhân dân xã Tân Phú. Rồi bây giờ chúng ta đi phát. Đó giờ có phát kiểu này chưa đồng chí? Ủa cái này là hết lần đầu tiên luôn. Dạ hả? Vui không? Vui. Rồi đi ha. Nghĩ đồng hồ đi phát luôn nè. Dạ. Đồng hành tiếp theo còn hai. Em phát còn ấp này còn hai ấp nữa anh Cất. Rồi. Dạ. Ấp Tân Phú A rồi về Tân Phú B chứ Tân Hội nha. Dạ. Ở cái clip trước á, thì Bùi Hồ cũng đi phát nhưng mà trên xe ba gác thì phát ở ấp Hạ cũng nhờ sự giúp đỡ của cô chú quý anh chị Mạnh Thường Quân. Và hôm nay thì cũng phát ở xã Tân Bình nhưng mà ở ấp Tân Phú A. Và đồng hành với mình là anh Cấn, Đạt và còn luôn một cái chiếc xe ở đằng sau á. Thì những giống như những lần trước thì chiếc xe này sẽ đằng sau sẽ phát những cái cho những người dân có cuộc sống bình thường. Còn xe này thì những người có hộ khó khăn. À, thì một lần nữa Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị là Mạnh Thường Quân trong nước cũng như ngoài nước. Cảm ơn bạn Hữu Hoàng Anh Di cho 200 trứng vịt nè. Cảm ơn cô Huệ là Việt Kiều Bỉ. Cảm ơn chú Hùng, chú Bang ở Canada. Ôi, giữ một danh lại nghe Đạt. Là ga anh cắn, hộp vịt nguy hiểm. Không giống như xe rau cũ mình đúng không? Cái này là hộ này khó khăn chị. Dạ. Còn dưa leo là miễn phí nè. Dưa leo không ngon. Dưa leo không. Rồi để đó đây. Ờ để đó đây. Để đó đây. Dưa leo đạt. Đây, gỡ ngân anh. Có năm mình gặp đem qua nhà cũ cho người ta. Nhà cũ có người đi cho. Có người đi cho dạ. Rồi. Ừ. Dưa bả mập hả? Ờ có cho đầu đó. Thôi đi. Ăn nào. Gạo ăn. Lên danh sách ấp, mình lên danh sách hết luôn anh Cấn. Lên danh sách rồi. Dạ. Gạo. Ngưng lại. Đây. Bọc đi cho bà già quá chứ rồi. Dạ, bọc nữa ha. Rồi. Đây. Dượng chở chiếc xe này nè. Gạo lên Dượng 8 ơi. Đây cho một bịch dưa leo không? Một bịch dưa leo. Dạ. Con gửi cô. Dưa leo chị cô ơi. Không đồng. Có gì thì cho nó dạ. Rồi. Dưa luôn chị. Dưa không đồng. Không tính tiền. Nhà. Đây đây. Quay tặng. Đây. 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 Gạo hộp vịt luôn phải không chú? Gạo hộp vịt.
Rồi chúc cô ngon miệng nha. Rồi, cảm ơn nha. Rồi lấy dưa đặt 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 đưa dưa cho cô. Dưa không cô ơi, mình vô miễn phí. Ở đây hai nhà rồi đó cô. Bao gạo luôn đi. Nhà này bao gạo luôn là một. Bao gạo luôn đi. Đây con gỡ. Rồi còn kia. Không ơi, cái con. Chú ơi, chú có dưa leo chưa? Dạ, con cho chú bột dưa leo nè. Một mẫu nhà một bọc ba. Dạ. Cho cô hai bọc ha. Dạ. Rồi. Ai ăn? Này mình sẽ lấy đủ ăn để cho nó để nó vài ngày nữa nhiều quá nó héo. Không biết cô chú có nghe rõ không cô? Dưa leo cô ơi. Cô ơi dưa leo miễn phí nè. Cho nhà cách ly vô đi. Ở đây cách ly coi từ từ đã. Đây lố hút lấy dưa leo đó chú, thì trên cái màn đó chút đó cái màn vũ vũ rồi. Ừ. Rồi cô chúc cô ăn ngon miệng nha. Dạ chào cô. Nhà phải tắm không đi rồi, bây giờ đi đợi chú kia đi nha. Dạ dạ dưa leo không có cô. Dạ dưa leo chú thầy ơi. Thầy tám. Dạ. Dạ. Chú ơi, còn dư một phần gạo đó, lát nữa cho hộ nào. Dạ, dạ. Đấy. Vô leo không chú ạ? Anh ơi. Đây, con gửi hộp dịch luôn. Đây, chúc cô chị ngon miệng nha. Chạy đi chào ông chấm. Chạy xe trước đi. Nói chung là bây giờ cũng như ở clip trước nói, có tiền cũng mua không được nữa. Không có người bán. Đây gạo phải không? Đây, gạo hả chú? Đây. Chúc cô ăn ngon miệng nha. Đây. Rồi gửi anh chúc anh ngon miệng ở nhà chống dịch nha. Dạ cảm ơn. Dạ dạ có tiền gớt rồi. Dạ. Dạ. À? Dạ. Gạo có chưa? Leo có rồi. Dưa leo có rồi thì lấy gạo hộp dịch. Rồi. Dạ. Đây dưa leo gạo hộp dịch gửi cô ha. À, cảm ơn. Dạ. Xuống xuống xuống. Ồ đây đây cầm vô cho cầm vô cầm vô được không? Chạy nhà ta lượn cái chạy cho chuyến cái. Rồi ba mẹ đâu? Vậy hả? Ờ. Rồi chúc cả nhà ngon miệng nha. Dạ. Bông nữa hai con ha. Đây. Ừ. Đây, chú gửi con. Ừ. Để cho Đạt sách vô con. Tại nhà luôn. Ê. Ờ. Ừ. Như leo chị. Trà chanh này là mình tự em kêu nấy kêu trà đá mà. Trà tôm không chị đãi cho bố. Ồ. Oh. Đãi hả? Hả? Nó luôn. Ờ, đãi. Gì? Đãi trả tiền. Thôi, đây mà, trả tiền đi. Thôi đi. Uống đi. Thấy làm từ thiện đãi luôn hả? Hả chị? Ừ, có gì đâu. Ủng hộ cho bà con cô bác đi. Sao mà hả? Cũng cực khổ con chết rồi. Dạ, cảm ơn chị nhiều nha. Còn được bao nhiêu phần? 15 phần. 15 phần ha. Đi đường nào? Đi bộ hay sao? Chú. Lên đây, lên đi. Ngồi lên được không trời? Ngồi lên, ơi cái mộng. Đi xe này để quay cho cô bác với anh chị thấy. Xe này hồi sớm là khoảng 300 bọc không? Hơn hả? Hơn 300 bọc hả? Dưa leo tới bà con ơi, dưa leo tới đây nha. Dưa leo miễn phí cô ơi. Dưa leo không đồng cô ơi. Dạ. Dưa leo, đây con gửi cô. Đây con gửi bác.
chưa leo luôn không chị ơi? Bây giờ mình phải đi chưa leo chị ơi, tới bà con ơi. Ôi cái mày ghê quá. Đây đây con gỡ bác ha. Cảm ơn. Chưa leo không cô? Dạ hả? Dạ dạ con đã dưới này được không? Dạ dạ. Chưa leo không ông cậu? Vô leo chấm muối. Đây đây nè, cho ông cụ hành luôn. Lấy cho chị một chứ mới hành luôn. Hành luôn không? Dạ. Nãy mình cho bà con vô leo chưa, mà con cho mình hành với cải để đi cho bà con khác. Thay đổi rồi, dưa leo, dưa leo chị ơi. Dưa leo không chị ơi? Dạ. Con gửi cô ha. Dạ. Đây chú gửi cho con ha. Rồi giỏi quá, về sân hành luôn hai con ha. Này rồi giỏi quá. Dạ. Mày ngoại xin giùm cho không nè. Dạ ngoại, ngoại không gài không có đồ ăn ha. Ờ dạ. Ngoại mấy gài hủ qua hủ bọng không có cái giống gì ta hết trơn, tôi nghiệp đi ra chuyện qua ai cũng lên hết. Rồi còn hai bọc nữa là hết, đắt quá luôn. Còn hai bọc cuối cùng. Hai bọc cuối cùng. Cậu ơi, dưa leo không? Dưa leo với hành nè. Ô, con không có đi chợ được á. Đã chợ bình mệt chưa ạ? Dạ chưa. Trời ơi, trời tưởng cả không dám đi chợ. Hành không con? Hành, hành. Nhiều không? Đi đi. Đây. Anh nội ơi, có đi chợ được đâu. Không đi chợ là nổi khó khăn cho bà con. Tiếc cái là tới đây vừa hết dưa leo luôn, buồn ghê. Phải qua lấy nhiều hơn được. Vậy là xong hết rồi. Dạ. Còn bốn phần này chỗ chạy đường. Còn bốn phần này đi đường trong kia ha chú ha. Nhỏ nè, đường nhỏ xíu mà xe chạy cũng được. Dạ. Thôi con cảm ơn chú nhiều nha, đã hỗ trợ con. Thôi cũng cảm ơn đoàn ha. Dạ. Rồi cảm ơn anh Cắn luôn ha, chú anh Cắn sức khỏe, mai mốt còn sẽ đi hai ấp còn lại nữa. Rồi gắng làm nha, em làm này em nè. Dạ. Rồi cảm ơn dạ. Chú. Dạ dạ. Ơi một lần nữa thì Bùi Hồ thay mặt bà con cô bác quý anh chị ở ấp Tân Phú Hoa, cảm ơn cô bác quý anh chị là Mạnh Thường Quân, cảm ơn các chú ở Canada, cảm ơn cô Huệ là Việt Kiều ở Bỉ. Rồi cảm ơn anh, cảm ơn Hứa Hoàng Anh Di, cảm ơn rất là nhiều. Con chào chú, cảm ơn chú đã hỗ trợ con nhiều nha. Dạ. Thôi bây giờ mình sẽ lên xe đây mình về, và chiều nay chuẩn bị mình sẽ đi gom rau củ để gửi xuống một khu cách ly nữa. Thôi bây giờ về thôi. Rồi.